ngày đêm thi công đưa cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo về đích. Trung tuần tháng 11 năm 2023, trên công trường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, hàng nghìn kỹ sư, công nhân của tập đoàn Đèo Cả vẫn miệt mài chạy nước rút thi công các hạng mục cuối. 6 giờ sáng tại cửa Bắc hầm núi Vung, ban điều hành và các tổ thi công tiến hành họp giao ca, triển khai thi công ca ngày. Hai nhánh hầm núi Vung đã được tập đoàn Đèo Cả đào thông từ tháng 8 năm 2023. Tại nhánh hầm phải, nhánh hầm phục vụ khai thác cao tốc giai đoạn 1, công tác đào vòm đạt 100%, đào hạ nền đạt hơn 97%, bê tông vỏ hầm đạt 70% và bê tông mặt đường đạt hơn 22% khối lượng thi công. 2 giờ sáng, nhóm kỹ sư, công nhân tiến hành đổ bê tông máng cắt nhánh hầm phải. Trước đây, quá trình đào hầm, mũi thi công hầm từ phía nam gặp phải đới địa chất yếu, khác với hồ sơ thiết kế kỹ thuật được phê duyệt, tiến độ bị ảnh hưởng. Xong, bằng kinh nghiệm thực hiện rất nhiều những dự án hầm, đội ngũ kỹ sư, công nhân tập đoàn Đèo Cả tính toán các giải pháp kỹ thuật, khắc phục khó khăn, tăng tốc thi công 3 ca một ngày đêm để phục vụ bùi đắp tiến độ. Theo lãnh đạo tập đoàn Đèo Cả, các hạng mục công trình trên tuyến chính đang bám sát tiến độ thông xe kỹ thuật cuối tháng 12 năm 2023, hoàn thành công trình cầu đường trước ngày 33 tháng 3 năm 2024. Nhà thầu cũng đang đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục hầm núi Vung trước ngày 30 tháng 4 năm 2024 như đã cam kết. Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo là một trong 3 dự án cao tốc Bắc Nam - phía Đông giai đoạn năm 2017 đến năm 2020 được thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP. Dự án có chiều dài gần 79 km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa gần 5 km, Ninh Thuận 63 km, Bình Thuận gần 12 km do liên doanh tập đoàn Đèo Cả, công ty 194 làm chủ đầu tư.